Đây mình sẽ đọc nguyên văn các cái gạch đầu dòng của bạn nhé. Bạn này thì bạn ý không có gạch đầu dòng nhiều, mà bạn ý hỏi có mỗi câu như thế này này. Em mới chơi không hiểu rõ lắm, nhờ anh tư vấn tổng quan là được. Em cảm ơn. Ok, rất gọn gàng. Nhưng chính câu này thì nó mới bắt đầu là nhiều vấn đề xảy ra này. Đấy. Tại vì nếu như một người mà chơi sành sỏi rồi ấy, thì NTM phải chia sẻ theo một cách khác, tức là những cái người ta biết rồi thì NTM sẽ lựa gọn đi. Thế nhưng mà người ta mới chơi như thế này mà cái câu hỏi như thế này thì nó sẽ rất là rộng. Đấy. Tức là khi xào ác rất ngắn những câu hỏi như thế này, tại vì phải chia sẻ từng ly từng tí một thì các bạn mới hiểu được. Nhưng mà không sao, NTM sẽ giúp bạn với tất cả những cái gì mà mình biết. Nha. Nói về đầu tiên ấy thì là bạn ấy đang đi bốn thuộc tính. Đấy, chúng ta phải tìm hiểu cái tính cách của bạn ấy. Bạn đang đi bốn thuộc tính. Và ý tưởng của bạn rất là rõ ràng. Đồ bạn cũng đã sắm bốn thuộc tính rồi. Chứ không phải là tự nhiên bạn làm được cây phù sinh bốn thuộc tính này mà bạn ý đồ kia vẫn một thuộc tính, không phải. Ý tưởng của bạn rất rõ ràng, đó là đi bốn thuộc tính. Đấy. Và cái liên này bạn ý đang đi thuộc tính là không có hỏa. Tí nữa mình sẽ phân tích cái lợi và cái hại của như này như nào nhé. Rồi. Đầu tiên ấy, chúng ta xét về cái báo vương lệnh trước đi. Cái báo vương lệnh này của bạn, mình nghĩ là bạn khá là hên đấy, ác của bạn hên đấy. Báo vương lệnh mà làm lên được tầm này sao là hơi bị đỉnh của chó vậy. Không biết là mất có nhiều tiền không, nhưng mà như này hơi đỉnh đấy. Hơn nữa là cái phù sinh của bạn. Server rất ít người làm phù sinh, toàn làm khuyên thiên sơn thôi. Thế nhưng mà lại bạn là ra được bốn thủ tính. Chúng ta mất hai dòng là ngoại và cường nhưng không sao nha, chúng ta bốn thủ tính chính dòng chính như là thường thường bốn thủ tính thì thường sẽ có không ít trường hợp là có thân lắm, thế nhưng mình cảm thấy như này ổn rồi đấy. Cái bá vương lệnh này bạn sẽ có thể là bạn tẩy nó thành là ba dòng máu giống như cái của mình ấy nha, thì đấy là một cái điểm đầu tiên mình muốn chia sẻ bạn. Tẩy bằng cái gì thì bằng thiên hoàng tinh thạch ấy. Rồi tiếp theo này, xét về cái bảo châu đấy. Cái bảo châu này ấy, thì bạn đang nâng là máu giới hạn là 50 đấy, và bảo châu hỏa công cũng là 50, vị chi là hai cái này mắc rồi không nói gì cả. Như nhiên là cái bạch hổ và cái kia bạn lại khinh thường nó quá, không nên nha. Bạn vẫn phải nâng nó lên, không được 50 nhưng bạn có thể nâng lên khoảng 20 hoặc 30, nó cũng không tốn bao tiền đâu. Nhưng mà cái số tí tí điểm cộng đấy nó sẽ phát huy rất lớn trong cái việc ví dụ như là 5 viên giảm kháng đấu với 5 viên kháng. Nó sẽ phát huy trường hợp trong những trường hợp đó nhé. Và hai bạn lưu ý cái điều đó. Tức là như nào? Ví dụ bạn có 5 viên giảm kháng. Đấy, thằng kia có 5 viên kháng. Đấy, cùng là 90 mà. 95 45 đúng không ạ? Thì nếu như bạn có hơn ở đây này thì bạn hơn vượt hơn nó rồi đấy. Đấy, thằng kia nó mất đam, đơn giản như vậy thôi nha. Còn cái chính xác kia bạn nâng lên nó cũng sẽ được hơn 1k cho bạn, nhưng nâng lên nó 1k thôi được, thì bạn thích thì nâng mà không thì thôi. Cái chính xác này mình thấy nó cũng không được nhiều lắm đâu, nhưng mà nâng thì cũng được nha, như là được 1k mấy hay 2k, gần 2k không nhớ rõ lắm. Rồi cái Long Văn cái này thì bạn không nên tẩy nữa, nó là hỏa công rồi. Bây giờ mà bạn tha bạn tẩy cái thể kia thì mình tin chắc là dòng nội công và nội thủ của bạn sẽ mất, và đồng thời cái hỏa công của bên dưới của bạn cũng sẽ mất luôn, nó thay đổi tất nhá. Nằm ở trong nhóm này để mẹ nó. Rồi thế thì là hai cái nhá, xong này. Bây giờ đến cái băng phách thần châm này, thì đối với cái băng phách này theo mình thấy là bạn nên để nguyên nó để xài, nhưng tuy nhiên bạn làm thêm một cái nữa nha. Trong quá trình mình xào ấy, bạn Tâm Sơn bạn có vấn đề gì bạn cứ comment trên livestream nhé. Rồi bạn làm thêm một cái nữa cho nó ngon hơn một tí, ví dụ như là thể thân sàn mức cỡ 110 110 ấy, là ngon rồi. Ví dụ như là 200 à sorry 210 210 nhá. Còn nếu mà ngon ngon hơn tí thì có thể là thể nó lên 220 hoặc 2 hay 6, 27 28 29 30 gì đó, còn thân thì cập 200 thôi cũng được. Hoặc là tùy nhá, nếu bạn song song nó lên thì được, cái tiêu dao thì cần thân hơn, nếu như mà bạn có cái nào đấy mà thân nó bằng cỡ 22x ấy, thì càng tốt nha. Rồi cái điều luyến này, xét về mặt tổng thể bạn đang đi bốn thuộc tính thì mặc cái này cũng được,
Nhưng tuy nhiên nó sẽ có một cái tử huyệt. Tử huyệt này rất là nghiêm trọng nha, tí nữa mình sẽ nói, bây giờ tạm thời cứ để ghi lại. Cái phệ lân này của bạn ấy thì theo như mình thấy ấy, là chúng ta đừng tạm thời chúng ta đừng nhìn vào đồ vội nhé, chúng ta hãy nhìn vào chỉ số, sau đó chúng ta mới móc lại đồ. Đấy, ở đây của bạn là 23 ca né tránh rồi. Nhiều bạn sẽ bảo ở cái áo này thiếu né mất rồi, đúng không ạ? Nhiều người sẽ bảo thế. À, cái này người ngoại thủ mất rồi. Chúng ta lại tiếp tục nhìn vào ngoại thủ, à, nội thủ. Đấy, chúng ta nhìn vào đây này, mình khuyên các bạn nên nhìn vào đây, sau đó mới các bạn mới nhìn ra đây, chứ các bạn không nên nhìn vào đây để các bạn sửa ngay, sau đó là kỳ vọng là ở đây nó tăng lên được thế nào thì tăng. Nếu chúng ta là người thực dụng, chúng ta hãy nhìn vào đây trước. Bây giờ ấy, cái né trung bình là 337 thì bạn thêm vào đây 337 thì là 2337 đúng không? Theo các bạn nó có làm bạn mạnh hơn nhiều không? Đấy là một điểm này. Cái thứ hai nữa ấy, là cái nội thủ của bạn ấy. Ở đây chúng ta là có một cái 9. Cứ cho gần một cái 9 thì 1895 đúng không? Thì mình gọi là một cái 9, nhiều ông người bắt bẻ, nhưng mà như này. Nếu như bạn thay cái này nó bằng nội thủ ấy, đúng không? Thì nội thủ của bạn đây nó sẽ lên là 43k. Nhưng bạn nên biết là cái mức sàn ấy, mức sàn trung bình ấy, nội thủ server này ấy, bạn để ở khoảng tầm 40k trở lên ấy, là ok rồi. Đừng có thấp quá. Một số phái ví dụ như Thiếu Lâm, Thiên Sơn thì nó phải chịu, cái ba phải chịu thôi, chứ còn những phái này các bạn để ở mức 4xk là được rồi. Vì cái nội công trung bình ở server này ấy, bây giờ hiện tại không tính tính những thằng bot ấy, những sàn sàn như bạn thôi, thì nội công cỡ khoảng tầm 6-7x quay đầu thôi. Thằng nào căng lắm 8x. 40k là quá ok rồi, 42k ok rồi. Thế nên cái này ấy, bạn có điều kiện thì bạn thay cũng được. Nhưng mà thay ấy, nếu như bạn nhét né vào ấy, bạn dự tính nhét né vào trí kìa, thì cái nội thủ của này của bạn sẽ giảm. Nhưng bù lại bạn lại đổi thành nội thủ thì cái ngoại thủ này của bạn sẽ giảm. Thế để như này, nếu như mình đọc một cách khác ấy, thì nó sẽ là máu lên giới hạn này, kháng băng này, ngoại thủ này, thể lực này, nội thủ này, trí này, à đây là nội thủ này, tạm thời bỏ ra trí nha, nội thủ này, thân pháp tất cả tính, và đồng thời có một cái thằng khí giới hạn đâu đó 99 điểm kia, nó được như là k mấy k thì phải nhá. Đấy, thế thì đây là cái trẻ, theo như chúng ta nhìn bên ngoài vào ấy, thì cái áo này ấy, nó rất là lở khở, lại trí lại còn chả có né, rồi lại còn ngoại thủ. Nhưng mà bạn này bạn ấy đang mặc là rất ok. Còn đấy, nếu như bạn có điều kiện thay ý, thì cái dòng mình vẽ cho bạn ý, nó là máu lên giới hạn, nội thủ, né tránh, nội lực, thể lực, thân pháp và tất cả tính. Đấy, nha, đọc lại này. Máu lên giới hạn, nội thủ, né tránh, nội lực, thể lực, thân pháp và tất cả tính. Cái áo đấy sơ sơ được khoảng tầm cỡ 2m. Ok. Rồi, cái phù sinh này ý, thì như này. Ai cũng biết ý, là thằng Tiêu Dao nó có đại phong ca. Đây, đại phong ca đây. Đấy. Đây. Trong trạng thái này gia tăng tốc độ nhận được đồ khí 30%. Trong trạng thái này thi triển kỹ năng có tỷ lệ bị cương ngạnh. Cái cương ngạnh khác giảm tốc khác nhé. Mặc dù là cùng là làm chậm mục tiêu nhưng mà cương ngạnh khác giảm tốc khác nó hai hiệu ứng khác nhau đấy. Thì cái này nó chỉ được 30% thôi. Đấy. Trong khi đó cái thần khí đây mình kiểm tra một thằng bất kỳ này, đó đây này các bạn, cái thần khí này nó được là 45%, vì chi nó vênh nhau là 15% đó. Thế cho nên ý, chơi Tiêu Dao nếu như mà bạn muốn gọi là cái thời đại này ý, thì thường mọi người chơi lạc thần đồ, còn lôi đài thì vẫn có người dùng đại phong ca, nhưng tuy nhiên người ta vẫn dùng cái giảm tốc của thần khí. Thì theo mình ý, cái này bạn dùng cũng được là 4 thuộc tính, nhưng tuy nhiên bạn nên làm thêm một cái khuyên nữa, biết đâu cũng ra được 4 thuộc tính, nếu không thì chỉ ít nó cũng 3 thuộc tính đây này. Đó, những thằng này nó cũng đang làm đây này, cái khuyên và cái quạt khuyên thiên ẩn này này, quạt phù sinh đấy, và cái khuyên của thiên long nữa. Thì đấy là những cái ở phiên bản này này,
có tỷ lệ ra bốn thuộc tính nhá, còn những cái khác thì không, thường nó một hai thuộc tính thôi. Đấy thì theo mình là bạn nên đổi đi, cầm cái này nó bất lợi nhiều lắm. Còn nếu như mà bạn chơi đại phong ca thì cầm được, hãy lưu ý điều này nhé. Tất nhiên là nó cũng bất lợi hơn đấy, tại vì như nó vênh nhau 15% mà. Còn tiếp đến ấy là những cái đồ thủ này của bạn này, ai cũng biết là đồ này ngon rồi và bạn cũng đang mặc một cái như thế này đúng không? Và cái đồ này ấy, thì theo mình ấy, là bạn nên chuyển tất cả những cái món thành món như thế này, nội thủ này tránh nội lực thể lực đơn phát, tất cả bốn, tất cả bộ thủ luôn nhá, theo mình là như thế. Bạn chuyển đổi đi thì mấy cái này nó không được ngon cho lắm. Còn cái đồ như thế này này, cái đồ như vậy ấy, thì thường là người ta dùng trong những trường hợp là đánh kèo hoặc là đánh giải. Tại vì khi đánh kèo đánh giải nó có đánh là đánh hội đồng, ví dụ đánh 5 năm ấy thì nó có cả phái nội phái ngoại, nó cần thủ rất là nhiều, cả nội thủ lẫn ngoại thủ đấy. Và ví dụ như gặp thằng Thiên Long hay là gì đó ấy, thì tốt, nhưng mà nếu như bạn chơi ở cái mức này ấy, thì theo mình là bạn nên chọn đồ như thế này nhá. Còn cái huyền của bạn đây thì boss thôi, không gì nói cả. Đấy, tiếp theo bạn chơi bốn thuộc tính ấy, thì hai cái món này như thế này là khá ngon rồi, mình có thể tháo ra và mình mặc nó lại một chút xíu cho bạn dễ nhìn nhé. Đây cái này mình sẽ mặc lên trên này, nhẫn này này ở đây đó, thế này nó sẽ dễ nhìn hơn. Thì là băng hỏa huyền độc nội công thể, thế nhưng các bạn nên nhìn một cách vào đây này, 65k chính xác. Nếu chúng ta muốn đẩy cái này nó lên khoảng cỡ 70k chẳng hạn, thì bạn có thể làm như thế nào? Nếu như mà bạn bỏ bỏ nốt nội công này đi thì chúng ta có ví dụ như thân ở đây nó cũng sẽ lên chính, cái này cũng chưa có thân, và hai dòng chính xác ở đây ở đây ở đây ở đây thì hoàn toàn có thể bù vào được. Ví dụ như bạn như này này, bạn đổi cái dòng nội công nội hội công nội lực này thành vòng chính xác thân chẳng hạn, cái này thì bạn bỏ bớt nội lực đi, bạn cho chính xác chẳng hạn, thì vị chi bạn sẽ lên được đâu đó mỗi cái này 1k và đây nó thành 67k, cộng thêm cái thân pháp đấy thì mình nghĩ là được 68k đấy, chắc là được tầm đấy đấy. Còn nếu bạn muốn khủng thêm ít nữa ấy, thì bạn có thể gỡ bớt cái nội công ở đây ra, bạn thành tổng thân đấy, thì nhiều khi nó phải là lên 69k đấy. Đấy. Rồi, còn cái võ hồn này. Võ hồn này thì là nó điểm hơi thấp là 385 417. Có điều kiện thì thay nó đi thân nó hơi thấp nhá. Võ hồn giờ rẻ lắm. Ok. Rồi, đây. Còn thú ấy, thì bạn không gì, bạn có biết dùng độc cổ như này là ok rồi, gì nữa. Cái này thì không ăn thua nhá. Cái này nó là kháng, các bạn lưu ý này, cái này nó kháng độc, còn cái này nó là giảm sát thương. Cái kháng này ấy, thì thằng nào thằng cái bang nào chả giảm kháng trên 1k, nên 50 của bạn có nghĩa lý gì đâu. Chỉ có mỗi con cáp đại bá ở trong PvP là nó không có ngọc bỏ qua thì nó mới chỉ cần mấy thằng cái bang xoáy phát chứ. Thế nhưng mà cái này ấy, thì nó là giảm sát thương, nó làm giảm cái sát thương hệ độc vào người nó, nên khi cả cái bang xoáy ấy, máu của nó mất rất ít nha. Đó ok, sắp ra trèo mới ạ. Đúng rồi các bạn ơi, sắp ra trèo mới rồi. Sơ qua một loạt đồ như thế thì bạn chỉnh sửa này, bây giờ tiếp đến cái gọi là cái nòng cốt này. Có mình vẫn chia sẻ với các bạn đấy là các bạn nên bóc tách ra, chúng ta có hai trường phái, một là bạn đi map đánh tổng ghim, đánh tháp huyết lĩnh, đánh tử vong cốc, đánh tháp khắc lạp mãn can, cao sư mê cung vân vân, các bạn đánh ở đấy thì ở những cái đấy thằng cái bang là vua, cho nên bạn sẽ cần làm thêm một cái set nữa và chúng ta gỡ hết ngọc kháng hỏa thân pháp ở đây, kháng hỏa thân pháp ở đây, chỗ này chúng ta gỡ viên chính xác và viên hỏa công ra, chỗ này viên giảm kháng và viên hỏa công gỡ ra,
chỗ này bên chính xác bên hỏa công gỡ ra, chỗ này bên chính xác hỏa công gỡ ra, và chỗ này chính xác hỏa công gỡ ra. Đấy là trường hợp nếu như bạn đi mát, bạn phải đóng full 20 slot làm kháng độc, à sorry, 20 slot kháng độc. Thì đấy là cái phương án tối ưu nhất. Nó sẽ không bao giờ toàn diện, tức là bạn ốp như thế bạn sẽ không thể vô địch thiên hạ được. Thế nhưng tuy nhiên đấy là cái lựa chọn sáng suốt nhất. Ok nha. Đấy là trường hợp nếu như mà bạn thích PK mát. Bây giờ còn nếu giả sử với bạn thích PK lôi đài thì cái set này cũng được rồi. Nhưng nguyên lôi đài thôi nhé. Đấy, thì cái set này được rồi. Đó. Còn bây giờ mình phải nói thêm một cái nữa này này. Đó là cái trường hợp thứ ba, đó là bạn vừa thích cả lôi đài, vừa thích mát. Thì cái phương án tối ưu là bạn phải làm hai set đồ. Còn nếu bạn không làm hai set đồ ấy thì bạn vẫn có thể dùng nguyên một cái set này bạn đi map vẫn được, nhưng tuy nhiên bạn phải núp lùi. Ví dụ như chúng nó đánh trực diện này, thì bạn núp ở rìa này bạn bắn tỉa, bạn núp ở sau tàn tanh bạn bắn tỉa, có biến thì bạn chạy. Đấy, phải chấp nhận như vậy. Và cái độ chơi của bạn sẽ không có. Và chơi lúc cái này thì bạn sẽ chơi vào lạc thần đồ, archery, chơi đại phong ca. Còn nếu bạn chơi tiêu do tanh theo cái hướng mà ốp kháng như kia ấy, thì bạn có thể hoàn toàn chơi là chơi tiêu do tanh ấy. Bạn chơi lạc thần đồ và chơi chu thiên trận nhá. Đấy thì thêm một cái điểm nữa như thế này, bạn có khoe với mình ấy là bạn băng công bạn 1k, đấy, hỏa công bạn là 7k đúng không, huyền công là 1k và độc công là 1k rồi. Bật cái quạt nó hơi lạnh. Cái phần này là cái phần các bạn và chủ ác bạn nên nghe kỹ nhé. Lấy ngay ví dụ nha. Ví dụ như bản thân bạn này là bạn mưa, bạn đánh vào một con phiên bản giống y hệt bạn, gọi là mưa 1.2.0 đi. Con này mưa 1.0, con kia 2.0, chỉ số ít trên hệt này, y gì nó không khác một cái gì cả. Thì chúng ta sẽ có những cái bài toán sau đây này. Thứ nhất, ví dụ như băng công và trực tiếp vào mặt bạn. Kháng băng của bạn 200, giảm kháng của bạn 180, thế là vứt băng công. Chúng ta sẽ vứt băng ở đây, suy ra sẽ khuyết một dòng. Chúng ta sẽ vứt băng ở đây, suy ra cái đồ của bạn sẽ có bao nhiêu ạ? 6 dòng thôi. Đồ 7 dòng nhưng bây giờ bạn 6 dòng thôi. Cái món này 6 dòng, món này 6 dòng, món này 6 dòng và món này 6 dòng. Món này cũng còn 6 dòng nốt này, bằng vứt. Tiếp đến hỏa công ấy, thì chỗ này là này, giảm kháng hỏa là 237, trong khi kháng hỏa là 245. À, thế nó cũng tương tự như cái kia rồi đấy các bạn ạ. Nhưng mà cái này đau đớn hơn này, cái này đau đớn hơn. Cái này nó là thuộc tính chính, trời ơi. Thuộc tính chính 7k kìa. Căng quá. Điêu văn viết này, điêu văn vứt này. Điêu văn này, hai cái điêu văn này vứt này, tất cả ngọc trên người vứt này, hỏa công hai viên đây vứt này, rồi là dòng hỏa đây vứt này, hai viên hỏa công đây vứt này, dòng hỏa vứt nốt. Tương tự như vậy, tất cả ngọc hỏa công vứt đi hết. Đồ cái này thì còn bao nhiêu ạ? 5 dòng. 5 dòng. Tiếp đến này, huyền công này. Cái này thì ổn này, có đam huyền công rồi đấy. Kháng huyền không mà. Giảm kháng huyền 180, có đam huyền công, có 1k huyền công. Tiếp đến này. Cái chỗ này giảm kháng độc 90, trong đi kháng độc 209, vứt nốt thuyền. À vứt nốt độc, suy ra còn bao nhiêu ạ? 4 dòng. Chúng ta viết lại một chút xíu nữa như này này. Cái đồ này của bạn ấy còn 4 dòng, nó là những cái dòng gì? Huyền công, nội công, thể và thân. Hết. Hiện tại là bạn chỉ có đam như vậy thôi đấy. Không tin cứ thử mà xem. Đấy. Thế cho nên khi các bạn đi bốn thuộc tính ấy, nó là một con dao hai lưỡi. Chúng ta vừa phải chia slot ở trên đồ để ốp giảm kháng phụ, nhưng nó sẽ không bao giờ toàn diện được. Vì sao? Vì lỡ như nó kháng dàn giống như con này là mưa 2.0 thì là thôi bỏ mẹ thôi. Thế nhưng mà nếu nó kháng một thuộc tính ấy, ví dụ nó kháng một thuộc tính thôi ấy, à thì là bạn ngon á, bạn ngon à.
Nhưng mà lỡ nó kháng nguyên và thuộc tính hỏa thôi. À thưa bạn, lại vỡ mồm mất rồi. Đúng chưa? Nếu như nó kháng nguyên hỏa thôi là 6 viên kháng hỏa, 6, 9, 5, 4, 540 đồng. Thì bạn còn 3 thuộc tính kia. 3 thuộc tính mỗi loại 1k, cứ cho tổng 3k, đang làm sao bằng hỏa công được. Mình lấy ví dụ nhé. Giả sử như là 4 thuộc tính, hỏa công của bạn mùa 10k bạn nạp được 10k máu chẳng hạn. Độc công 10k bạn cũng nạp được 10k máu chẳng hạn. Trong trường hợp này là một thì là bạn nạp được, vì mình lấy ví dụ thôi nhá, là 11k đi. Còn ví dụ như là băng và huyền ấy không phải thuộc tính của con tiêu dao này. Hệ số nhân kém hơn nhá, hệ số nhân kém hơn, ví dụ như là 10k thì nó chỉ được có 8k, 5k chẳng hạn, ví dụ vậy. Thì hai thằng đấy gộp vào đấy thì tổng là được 1k, vị chi là bạn đang là khoảng tầm 10 3k đúng chưa ạ? Cái trong 12k đi. 12k. Thế trong trường hợp này ấy, thì là bạn bạn hỏa bạn bị kháng mất rồi. Còn ba cái phùng trụ đấy thôi, còn đang được bao nhiêu ạ? Có 2k bọ. Đấy. Ok chưa nào? Thế cho nên ấy, khi mà các bạn chơi 4 thuộc tính, các bạn phải hiểu vấn đề đã. Các bạn chỉ ăn và các bạn thấy đam to, đam to hơn cái một thuộc tính nếu như mà bạn gặp một thằng gà. Thằng gà tức là nào? Thằng gà nó ốp một loại kháng thôi. Mình đang nói lôi đài nhé, còn lên map thì nó muôn trùng lắm, chứ nói làm gì. Không nói lên map mà đánh lôi đài ấy. Thì bạn nếu các bạn gặp một thằng gà gà nào đấy nó ốp một loại kháng thôi ấy, thì bạn ngon nha. Nhưng mà ngon ở cái trường hợp nếu như nó không phải kháng thuộc tính chính của bạn. Đó. Thế thì bây giờ như này, cái việc bạn đi bốn thuộc tính ấy, là nó hết sức 50-50 như mình nói đấy. Nếu như bạn chấp nhận cái điều này thì bạn vẫn chơi như hiện tại. Còn nếu bạn không chấp nhận ấy, thì bạn nên chuyển về một thuộc tính. Hoặc nếu bạn tham ấy, thì bạn nên chuyển hai thuộc tính. Hai thuộc tính thì các bạn có thể chuyển thành băng hỏa nha. Còn bây giờ như này này, cái cách xoay nếu như bạn vẫn thích bạn chơi bốn thuộc tính ấy, thì như này. Cái việc bạn hy sinh hết slot ở đây này để ốp giảm kháng, ok rồi. Thế nhưng tuy nhiên giảm kháng hỏa của bạn quá thấp, giảm kháng hỏa của bạn quá là thấp. Ở đây chúng ta phải gỡ bên chính xác ra, chúng ta ốp giảm kháng hỏa vào. Chỗ này chúng ta gỡ bên chính xác ra, ốp giảm kháng hỏa vào. Tương tự chỗ này gỡ ra. Đấy, chỗ này gỡ ra. Cái lúc này ấy, thì nó lại xảy ra một cái vấn đề như này này. Là bạn gỡ mất một viên chính xác này, hai viên chính xác, ba viên chính xác, bốn viên chính xác. Một viên chính xác ở đây là bao nhiêu ạ? 2k8, cứ cho là 3k đi. 43 12, cứ cho 10k thôi. Chỗ này của bạn sẽ còn 55k. Đấy là tính sông sành cho nó dễ, cho nó tròn đấy, không phải gì nữa cả. Đấy thì nó lại quá thấp. Quá thấp thì thành ra bạn lại xịt nhiều. Bù lại nếu như mà các bạn đẩy được cái giảm kháng hỏa cao lên 4 94 là 36 đúng không? Đúng chưa? Thì cộng thêm chỗ này vào nữa thì nó khoảng cứ cho là 500 đi để cho nó tròn. Thế nhưng mà giả sử nhé, giả sử đấy mà bạn đánh vào đúng một thằng như bạn này thì cái việc mà một thuộc tính của bạn ấy hỏa thì nó có khác gì con này đang bốn thuộc tính đâu, và bốn thuộc tính của con này nó khác gì một thuộc tính đâu. Thế giả sử như thằng kia ấy, nó bồi thêm khoảng tự hai hoặc ba viên kháng nguyên vào đây nữa thì thôi bạn chết ngắt. Và bạn cái trường hợp mà bạn gặp cái thằng có mão giáng sinh ấy thì tôi không nói, vì thấy mấy thằng đấy nó đại gia rồi nhá. Nhưng bạn chưa gặp trường hợp nếu mà một thằng nó mặc một cái áo ấy, giả sử như cái đây mình sẽ kiểm tra qua một số thằng ở đây xem họ cái áo nào không. Đây này, ví dụ như áo này nó kháng độc này, nhiều thằng nó sẽ có áo là kháng bốn thuộc tính ấy. Đấy, một số thằng này thì nó không mặc, mình sẽ kiểm tra qua để là ví dụ đây kháng nguyên này, kháng độc này. Đấy, thế là cho khi ví dụ như nó có mặc một áo kháng nguyên đi,
Hay như bản thân bạn đi, bạn chưa nâng cái báo vâng lệnh này nên là cái kháng hỏa này bạn có thể chuyển thành kháng huyền đi, và bạn nâng lên nữa đi. Thì chúng ta ví dụ là lấy 20 điểm rồi chẳng hạn, cộng với 20 điểm của áo này chẳng hạn là 40 điểm. Nó ốp thêm hai viên giảm kháng độc, à hai viên kháng độc vào chị là à đây 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 hai viên kháng huyền vào nữa. À, 92 là 18. À, 18 mà cộng thêm 40 điểm trên nữa. Đúng không? Thì nó là 20, bạn bỏ qua làm sao được. Thế nếu như mà bạn tham thêm, bạn ốp đến 3 viên giảm kháng thì sao? Tức là thuộc tính phụ của bạn ấy là 3 viên là 93 là 27. Tức là chỗ này của bạn sẽ biến thành 270. Ok, bạn bỏ qua giảm kháng băng. Thì kháng băng của thằng này có 20 thôi mà bạn là 270 đúng không? Cái này của bạn là giảm kháng huyền cũng thế, là cái hỏa hỏa công của bạn ấy thì tạm thời cho nó hỏa công nhá, ví dụ như là hồi độc công của bạn thế, nhưng nó sẽ bị KS slot. KS slot là nào? Đây là một slot để ốp giảm kháng này, chúng ta không thể hy sinh liên tục tính để chúng ta ốp giảm kháng được, nó mất đam. 1 này, 2, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7, 8, 9 này, 10 này, đấy, 11. 11 mà chúng ta chia cho 4, 12 mày chia cho 4 đúng không? 12 chia 4 bằng 3 mà. Thì mỗi loại 3 3 3 thì ra cái giảm kháng hỏa của bạn nữa, mà nếu bạn ốp 3 3 3 thì thằng kia còn mấy đâu? Đúng chưa ạ? Thằng kia còn cứ cho là 3 viên đi. 3 viên 9 3 2 7 giảm kháng hỏa quá thấp. Quá thấp như thế thì nó sẽ rất mong manh, như là giả sử như gặp một thằng nào đấy mà nó kháng hỏa chẳng hạn, nó lại không không ốp bốn loại mà nó lại ốp thành 33 chẳng hạn, hoặc là ốp thành 42 chẳng hạn, thôi là bạn vỡ mồm rồi. Ok, Tâm Sơn này, em hiểu vấn đề này chưa? Thế cho nên ý, lựa chọn như thế nào là ở em nhé, em hãy cân nhắc vấn đề này. Còn nếu như mà em chơi một thuộc tính ý, thì nó sẽ rất là dễ. Cái đam F1 của em ý, nếu như em đánh vào một thằng mà nó kháng bốn thuộc tính giống như anh vừa nói ý, thì nó chẳng khác gì em đi bốn thuộc tính cả. Những cái bốn thuộc tính này nó sẽ ngon hơn ở cái trường hợp nếu như thằng nào đó nó kháng một thuộc tính và nó không phải kháng thuộc tính chính của mình. Chẳng hạn như nó kháng độc chẳng hạn, bạn hoàn toàn có thể ba thuộc tính băng hỏa huyền. Giả sử như nó phun kháng độc. À, nhưng mà thấy thằng nào ngu nó không kháng độc đâu. Trên map nó phun kháng độc thôi. Giả sử như nó phun kháng hỏa là thật sự vượt mỏ. Đúng không? À, nó phun kháng huyền nữa thì thì còn có ba thuộc tính này băng hỏa độc, nó phun kháng băng thì còn thuộc tính hỏa huyền độc đấy, còn nếu nó kháng ra thì thôi chị còn đánh như một thuộc tính. Và bạn phải chấp nhận rằng là cái việc bạn đi nhiều thuộc tính ý, cái chính xác của bạn sẽ thấp nhá, chắc chắn sẽ thấp. Còn nếu bạn đi một thuộc tính thì như nào, một thuộc tính ý, thì cái đam của bạn ấy nếu so với một cái thằng mà như mình chắc trường hợp vừa nói ý, thì lúc nào nó cũng ổn định ở một mức nhất định, và các chỉ số này của bạn ấy, hội công hội thủ này, nó sẽ không phải ở mức này đâu mà nó sẽ tiệm cận ở mức 300 rồi, vì cái dòng nó sẽ là hỏa công này, nội công, chính xác, hội công, thể lực, thân pháp và tự học tính, tất cả những cái này của bạn nó sẽ lên. Cái này 70k là không phải nghĩ các bạn đấy, không chính xác ở đây nhá, 1k chính xác này cộng thân pháp này cộng tất học tính 18 này, cái chính xác ở đây 1k cộng tất học tính cộng 18 này, chính xác ở đây 1k cộng tất học tính 18 này, cái chỗ này chính xác ở đây 1k này cộng tất cả tính 18. Chưa thể kể là 4 điểm 40 điểm, à đây 30 điểm hội này, thân pháp nó lên hội nữa. 30 điểm hội này là 260 rồi, 260 mà thân pháp thì nó lên nữa, mình nghĩ nó tiệm cận 300 rồi. Hội thủ thế nha. Ok rồi. Anh ơi cho em nick, chơi nick cái bang xem có kia 8x không, đối thủ anh hay lấm nick VK với em đi. Em 8x thì em cứ làm đối thủ đi, không anh lại vào VK với em thì nói chuyện gì. Ok thế Tâm Sơn em còn thắc mắc gì nữa không em? Anh đã làm rõ cái chi tiết đó cho em rồi đó. Còn thắc mắc gì thì em hỏi luôn, nếu không thì anh sẽ chuyển sang cái chủ đề chính ngày hôm nay. Ủa nó đang VK ở đây đông quá này. Tất cả các phái thì chúng ta sẽ bị thiệt do đấy như mình nói đấy, 11 slot mà chúng ta chia cho 4 loại giảm kháng thì 11 thì không chia cho 4 mà 12 mới chia cho 4, thì kể cả 12 đi nữa thì chúng ta chia cho 4 thì nó cũng chỉ ở khoảng 3 thôi. Nếu mà bạn chơi 333 ấy, thì nó hơi căng. Nếu như bạn chơi 222 ấy,
tức là mỗi loại giảm kháng phụ là 2-2-2 thôi. Thì đấy, như cái bài toán mình vừa nói đấy, nó là 50-50. Ăn thì ngon mà không ăn thì thôi, chúng ta nếu chấp nhận thì chơi mà không chấp nhận thì thôi. Đấy. Đúng chưa? À, còn một cái phương án nữa là nếu như các bạn ốp 111 ấy, còn đóng tất cả giảm kháng chính ấy, thì nó cũng căng. 111 thì nó hơi mong manh. 222 thì nó còn ổn ổn tí. Nhưng còn 333 thì nói chung là ví dụ như các bạn đánh kèo thôi. Ví dụ như là kèo là không kháng thủ thì chính mà kháng không quá 6 viên ấy chẳng hạn như thế. Thì bạn chơi là ngon. Nha. Server dự phòng với phong thiên là một đấy bạn ơi. Bạn vào thử phát là biết mà, mất gì đâu. Vậy em bỏ hết giảm kháng phụ qua giảm kháng hỏa được không anh? Anh nói rồi mà, em bỏ hết giảm kháng phụ thì cái thuộc tính phụ của em coi như mất đi. Cái lúc đấy thì em nên chuyển về một thuộc tính. Nha. Em cái bang đi giảm kháng 800, 800 thì chưa ổn đâu em ơi, nó phải là 1k8 cơ. 1k8 mới ổn được. Nếu không thì phải 1k5 trở lên. Vì sao nó lại là 1k5 mà không phải là 1k6? Tại vì 1k5 thì thường các bạn vượt qua được cái mức 1420 rồi. Cái mức 1420 là cái mức trung bình. Mức trung bình thì là các bạn lên 1.5 hay là ổn ổn rồi. Thế còn các bạn muốn cao hơn tí nữa thì là 1.8, 1.8 là bạn xoáy được khoảng tầm 9 90% server rồi. 1.8 là 90% server này. Tại vì cái võ hồn của bạn đã có nó bồi thêm vào nữa. Còn lấy một con tinh túc chế giảm kháng độc nữa nhai thêm vào nó là ok. Còn nếu như may mắn cái thần khí của bạn có giảm kháng ấy, thì là nó cũng thêm bồi thêm nữa là cũng khá ổn nhé. Đấy, Tâm Sơn còn câu hỏi gì nữa thì em đặt nhanh nhé. Anh nghĩ là trên cái phương diện em mới chơi anh giải thích như thế là khá đầy đủ rồi đấy. Còn nếu như mà em là một người chơi lâu rồi, các bạn chơi lâu rồi thì các bạn thường gạch đầu dòng những cái mà bạn thắc mắc thôi. Cái này thì nó dễ. Em thấy các boss giờ đi kháng huyền nhiều quá, nhiều hay ít ý. Nó còn tùy về mục đích nhá. Ví dụ như ấy, cái bọn ở trên map ấy, thì thường chúng nó sẽ đi kháng độc. Nó đánh tông kim thì thường là sẽ đi kháng độc. Và nếu như các bạn thấy là một số thằng nó kháng huyền ấy, thì là nó đề phòng thằng mộ dung nó móc lốp hoặc là từ đường môn móc lốp. Thì cái này nó cũng là ok. Thế nhưng nó rất bị vỡ mồm. Tại vì nếu như ấy, các bạn tưởng tượng 5 con Ngami đều kháng huyền tất, thì một chỉ cần ba con cái bang vào nó xoáy thôi là xong, xong Ngami xong là cả liên minh xong. Thế nhưng mà thằng đường môn hay thằng 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 đường môn hay thằng mộ dung vào ấy, nó cũng chỉ bắn được một thằng một thôi, thì con Ngami mày bút con Ngami kia chết làm sao được. Tất nhiên đây là mình nói một cách ví dụ thôi, còn khi vào trận nó sẽ có nhiều những yếu tố khác nhé, mình ví dụ như thế thôi. Thằng cái bang nó là một xoáy của nó ấy, là ăn một mớ, còn những cái thằng kia ấy, là một bắn của nó là ăn từng thằng. Nên cái nào lợi hơn? Ngami còn thì liên minh còn, Ngami tèo thì liên minh xong. Đúng chưa ạ? Bạn đi bốn thuộc tính thì các bạn phải hiểu trước đã. Ok nha Tâm Sơn, thế thì em đổi bát đi nhá. Thì hy vọng là em sẽ chỉnh lại. Theo anh thấy là em đi ngọc giống như bạn hè hè ấy, nhân Dio hôm trước ấy. Thì đấy cũng là một lựa chọn không tồi. Đấy. Chiến với mày luôn này. Trời. Trời. Úp nó vào. Bắn thử này xem nào. Bắn này không thấm mà bắn 13k. Đấy, ví dụ như trường hợp như này nhá. Ví dụ như trường hợp thằng Mộ Dung ấy nó phụt thằng này này. Nó chỉ bắn được một thằng thôi mà. Hàn Ngà Mì này có vừa búp cho khoản phọt. Nhưng một thằng cái bang nó xoáy ấy, nó xoáy chết cả ba con. Thế là vì sao nó phải kháng độc là vì vậy. Nhiều thằng bảo thì kháng độc thì mà bọn thuộc tính khác là bốc bem thôi. Đúng không ạ? Thế là các bạn kháng đường mô đến tất cả những phái đấy nó bắn một thằng một. Ok nhá. Rồi tại vậy là xong con ác này.